Tôi đang xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS với màu sắc trắng đen rất đẹp của năm 2023 các bạn nha. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể review cận cảnh về phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình, thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Muốn mình quay cận cảnh chi tiết phiên bản màu trắng đen này cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm cuối tháng 5. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc tháng 5 của năm 2023 rồi. Các bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe ở đây có thể đến nhanh chân với đại lý trung tâm xe máy xe điện Lai Châu để sở hữu cho mình cái phiên bản màu trắng đen này các bạn nha. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Với màu sắc trắng đen này, ngoài ra thì còn có thêm hai màu sắc nữa là phiên bản màu đen bóng và phiên bản màu đỏ đen, đều là những màu sắc rất đẹp của mẫu xe Honda Winner X. Đây các bạn có thể nhìn ngang xe cho mình. Về cơ bản thì khối động cơ giữa các phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp cũng như thể thao là tương tự giống nhau. DOHC cam đôi 6 số sản sinh ra công suất 15,4 mã lực. Thiết kế cũng tương đồng với nhau các bạn nha. Chỉ có một điều khác ấy là trên những phiên bản cao cấp có trang bị thêm hệ thống cổng sạc và hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà thôi. Còn lại là tương tự giống nhau. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý trong như vậy. Để mua với giá rẻ hơn vào khoảng tầm 3, 4 triệu, thậm chí 5 triệu, các bạn nên lựa chọn mẫu xe này cũng được. Vì hệ thống phanh chống bó cứng như video trước ấy, mình đã quay cận cảnh cũng như nói rất rõ rồi. Nó chỉ có tác dụng ấy, khi các bạn chạy vào khoảng tầm trên 50-60 km ấy, thì nó mới có tác dụng các bạn nha. Còn dưới thì các bạn vẫn sử dụng chạm phanh như bình thường mà thôi. Mặt đồng hồ đều full LCD hoàn toàn, các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn chứa đựng đầy đủ. Loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Đây là hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key được trang bị cả trên phiên bản tiêu chuẩn các bạn nha. Rất là cụ thể và chi tiết để các bạn có thể nhìn ngắm phiên bản này. Rất nhiều bạn yêu thích phiên bản này, màu sắc này. Hiện tại đại lý vẫn còn đâu đó vào khoảng tầm từ 3 đến 4 chiếc với màu sắc này để các bạn có thể lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Trắng đen nhìn rất là thanh lịch này, sang trọng, lại thể thao, mang đến những cái trải nghiệm mới mẻ khi những ai điều khiển mẫu xe ở đây. Với những bạn nào đang quan tâm đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Lai Châu để xem xe cho mình các bạn nha. Xe zin mới hoàn toàn 100%, giá bán thì cực kỳ ok rồi. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý lý với số điện thoại 0969188283 sẽ được anh Thứ tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, khi các bạn mua và sở hữu được nó ấy, các bạn sẽ nhận được những khuyến mại đến từ đại lý rất là hấp dẫn luôn, như một thẻ VIP trị giá 1 triệu đồng để mua các cái xe máy điện, xe đạp điện này, chai dầu máy này, mũ bảo hiểm chính hãng này, rồi áo mưa chính hãng các bạn nha. Hiện tại các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là mức giá bán cụ thể đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với dòng xe Honda Winner X. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản màu sắc trắng đen, ngoài ra còn có các cái phiên bản màu sắc khác nữa như là đỏ đen và phiên bản màu đen bóng. Thì giá bán hiện tại là 32 triệu đồng các bạn nha. 32 triệu giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Mức giá bán này cũng đã nhỉnh hơn một chút so với thời điểm sale cực sốc vào trước ngày 20 tháng 5 của năm 2023 vừa rồi. Đăng ký ở huyện các bạn cộng thêm cho mình 1,7 triệu. Điều anh em hỏi rất nhiều trong thời gian vừa qua, mình có đăng lên luôn. Cụ thể từng video một mình đều đăng lên cái tiền đăng ký để các bạn có thể theo dõi các bạn nha. Đây là áp dụng đối với tỉnh Lai Châu mình. Một số tỉnh thành khác trên cả nước thì nó cũng sẽ tương tương thế này thôi. Chỉ có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố trực thuộc trung ương ấy thì tiền đăng ký của nó sẽ cao hơn, gần như gấp đôi so với các tỉnh thành khác các bạn nha. Đăng ký ở thành phố là 3,7 triệu. Tương tự như vậy thì với phiên bản phanh ABS cao cấp với các màu sắc như là bạc, nhám, đen nhám, đỏ nhám này, giá 35 triệu tròn. Đăng ký cũng 1,7 triệu ở huyện, 3,7 triệu ở thành phố. Phiên bản đường đua HRC cũ của năm 2022 giá 36 triệu các bạn nha. Đường đua HRC mới của năm 2023 giá 37 triệu. Hiện tại đường đua HRC mới đang có khá là nhiều hàng luôn. Anh em nào quan tâm có thể tham khảo với phiên bản này. Tiền đăng ký cũng sẽ tương tự ở tất cả các phiên bản mẫu xe Honda Winner X được trang bị sơn zin. Trong khi đó những phiên bản sơn độ 3D thì hiện tại đang hết hàng rồi. Nhưng các bạn nào quan tâm muốn đặt hàng, đặc biệt là khu vực miền Bắc mình ấy, lân cận một số các tỉnh lân cận Lai Châu, các bạn muốn có cho mình những màu sắc sơn độ rất đẹp đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu, các bạn có thể đặt hàng trước các bạn nha. Với những phiên bản sơn độ phanh thường giá sẽ là 35 triệu, sơn độ phanh ABS giá sẽ là 39 triệu các bạn nha. Toàn bộ tiền đăng ký cũng nó cũng sẽ nhỉnh hơn 2,3 triệu ở huyện và 4 triệu ở thành phố, bởi vì cái
cà vẹt của các bạn ấy để lưu thông trên đường một cách ok nhất thì sẽ phải thay đổi màu sắc của xe, chuyển thành những cái màu sắc sơn độ tương tự như thế vậy để các bạn có thể lưu thông một cách ok nhất các bạn nha. Nên tiền đăng ký nó sẽ cao hơn một chút so với những phiên bản sơn zin, rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể tham khảo thông qua video này. Còn riêng với những bạn nào mua theo hình thức trả góp thì mình có thể nói rõ luôn thông qua video ngày hôm nay là các bạn trả trước vào khoảng tầm 30% giá trị của xe. Như chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, các bạn trả vào khoảng tầm 10 triệu thôi là được các bạn nha. Số tiền còn lợ lại là 22 triệu các bạn trả trong vòng 12 tháng này, 18 tháng hoặc 24 tháng tùy theo từng gói lãi suất khác nhau. Chứ không có chương trình trả góp lãi suất 0% với mẫu xe Honda Quick đâu trong thời điểm hiện tại, nên mình có thể nói rất rõ như vậy. Các bạn có liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý sẽ được tư vấn cụ thể hơn, gửi đến các bạn về những cái chương trình trả góp cũng như những chương trình khuyến mại đến từ đại lý. Và toàn bộ giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay là đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Mình có thể nói rất rõ thông qua video ngày hôm nay để các bạn có thể theo dõi như vậy. Còn trong thời điểm hiện tại, nhiều bạn hỏi mình tại sao mẫu xe này lại có mức giá bán rẻ đến như vậy, thì mình đã có khá nhiều cái video nói rất rõ rồi. Hiện tại đây là một cái chiến lược đến từ công ty Honda Việt Nam nhằm tạo sức hút cho khách hàng Việt Nam chúng ta. Hiện tại ngoài mức giá bán rẻ ra thì Honda Việt Nam, đặc biệt là liên minh Winner ấy, ở Việt Nam chúng ta còn có những chương trình giới thiệu mua xe còn được áp dụng những cái tính điểm khác nhau này, những món quà tặng khác nhau nữa các bạn nha. Nên ấy, ngoài giá bán rẻ ra thì những chương trình hấp dẫn của nó vẫn đang tiếp tục được áp dụng để làm sao có thể phủ sóng được toàn bộ thị trường xe Việt Nam chúng ta với dòng xe côn tay Honda WinX. Đây là một chiến lược đến từ Honda Việt Nam các bạn nha. Giá bán của mẫu xe này rẻ thì đồng nghĩa với đó một số những cái mẫu xe khác đến từ Honda Việt Nam giá bán của nó sẽ đưa lên một chút các bạn nha. Đâu đó thì nó cũng sẽ tương tương với nhau thôi. Đây là mình có thể hiểu ngầm được như vậy các bạn nha. Còn ấy, với mẫu xe này, mình có thể kết luận một điều là rất đáng để mua và rất đáng để quan tâm. Không phải vì mình đã chạy mẫu xe này hay là mình quảng cáo mẫu xe này mà mình khen nó đâu. Đây là sự thật các bạn nha. Khối động cơ này đủ dùng rồi. Hiện tại, cái hiện tượng mà tăng cam của nó ấy, rất ít xảy ra trên mẫu xe. Đâu đó chỉ có những cái trường hợp bị cháy lá côn. Cháy lá côn ở đây là các bạn đi chưa quen xe côn tay, già côn quá nhiều dẫn đến mà bị cháy lá côn mà thôi. Còn như mình chạy 3 năm rồi, từ năm 2019, 4 năm rồi các bạn nha, bước sang năm thứ 4 rồi. Chưa xảy ra bất cứ một nội dung gì cả, ngoại trừ thay dầu máy cũng như là xích của xe mà thôi. Xích xe thì hơi yếu một chút, nhưng mà các bạn mua về độ lên cho nó những cái bộ xích ngon hơn, ok hơn, thì mình đi chạy khoảng tầm 2 năm không phải tăng xích luôn với mẫu xe Honda Wake này. Đấy là một số nội dung thông tin mình muốn chia sẻ thêm với các bạn thông qua video này về dòng xe Honda WinX. Và đặt ra câu hỏi mà nhiều bạn rất đưa ra ấy, là tại sao mẫu xe này lại giá bán rẻ đến như vậy? Có phải xe cũ không? Hay là xe như thế nào mà bán giá lại rẻ như vậy? Đây là toàn bộ xe mới zin 100% đến từ công ty Honda Việt Nam. Đại lý đang áp dụng những chương trình khuyến mại và những cái hỗ trợ đến từ trực tiếp Honda Việt Nam các bạn nha, dành riêng cho dòng xe Honda WinX, một dòng xe côn tay đang rất hot trên thị trường. Rồi, các đoạn này của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.